Một mùa trung thu nữa lại đến, các diễn đàn mạng xã hội cho đến các quán xá bên đường, đâu đâu cũng thấy bài trí đèn lồng, bánh trung thu đủ vị khoa sắc. Bên cạnh những mẻ bánh trung thu ngon lành, đẹp mắt được chị em khoa các mạng xã hội thì cũng có những người dở khóc dở cười với mẻ bánh trung thu thất bại thảm hại chẳng giống ai. Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về mẻ bánh trung thu mà vợ anh tự làm. Tuy nhiên, mẻ bánh không nát, bỗng nhưng bị cháy sáng toàn bộ mặt trên, nhìn qua khiến nhiều người khải tiếc ròng. Đính kèm với mẻ bánh này là lời than thở của anh chồng trẻ: vợ em đấy các bác à, nhà bao việc còn bày đặt làm bánh nướng. May quá không có khách nào đặt chứ không thì tết em. Mẻ bánh trung thu bị cháy đen vì quá lửa khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, nói gì thì nói, trong việc làm bánh mà cụ thể là bánh trung thu thì chuyện thành công hay thất bại là chuyện thường. Hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra thông cảm cho chiếc bánh dù đẹp khuôn nhưng lại chẳng may cháy xém. Số khác thì thi nhau đặt tên cho loại bánh này. Thành viên giờ, lời hài hước, anh chẳng biết rồi, đây là bánh trung thu thăng tre đó mà. Anh cập nhật xu thế chậm quá. Thôi thì tên là bánh trung thu bóng đêm hay bánh trung thu bắt đi, cho tay chút chút, nick Nam ơi huyện mời bình luận. Qua văn rõ nét, màu sắc phối cực đẹp mắt, bánh gai đúng không? Thành viên tờ bình luận. Bánh trung thu mang vẻ đẹp đen huyền bí, có thể nói nôm na là, đây là bánh trung thu thương hiệu bóng tối huyền diệu, bản limited, tài khoản Phường Nga nhận xét. Thôi ai lại bôi bác vợ làm gì, làm được mẻ bánh chả ai muốn ra nông nổi này, chắc quá nhiệt độ chút thôi. Sai sót cũng là chuyện quá bình thường luôn, một người đưa ra quan điểm. Do đó, khi làm bánh trung thu, nếu không đúng định lượng vỏ bánh có thể sẽ bị cứng hoặc quá mềm khi bị bóng dầu. Quá trình đóng bánh không đều tay sẽ bị mất các nếp bánh hoặc không rõ nét. Vậy nên mới nói, người nấu ăn ngon, làm bánh giỏi, quả thực là một nghệ sĩ mà.